Thưa quý vị các fan hâm mộ, hình xăm đã đổ về lễ hội xăm hình tại Sochi, tính từ Sochi, Nga. Lễ hội xăm hình quốc tế đầu tiên của Sochi đã thu hút một lượng fan hâm mộ rất rộng rãi từ những người cống hiến cả đời cho môn nghệ thuật này đến những người vừa mới bắt đầu hoặc những nghệ sĩ muốn thể hiện tài năng của mình đến với công chúng. Các du khách đến từ khắp châu Á đã biến thăm khu nghỉ mát Black Sea trong sự kiện kéo dài 2 ngày này với hy vọng tạo dựng kinh doanh, tập luyện khả năng của mình và học được các kỹ thuật từ những bậc tiền bối khác những du khách tham dự đã nghỉ ngơi trên các hồ bơi phô trương các hình xăm trên cơ thể của mình họ bơi lội và chụp hình tập thể cùng với nhau những người tham dự sự kiện đã xem đây là một cơ hội để xăm trổ lên thêm cơ thể của mình với các hình thù như đôi cánh thiên thần những chú robot hay các hình trang trí mạnh bạo hơn một số du khách biến thăm đã than phiền rằng sự tục giảm kinh tế của nga đã có ảnh hưởng đến nền công nghiệp nghệ thuật và xăm hình Nghệ sĩ hình xăm Varad đến từ Krasnodar cho biết rằng vấn đề ở đây có thể được nhìn thấy rất rõ. Sự thay đổi đột ngột của tiền tệ chính xác là đồng Mỹ Kim đã làm ảnh hưởng đến giá cả nguyên liệu mực mà các nghệ nhân dùng, khiến cho giá thành của các ca xăm hình cũng tăng lên theo. Một nhóm ban giám khảo tại lễ hội đã được bổ nhiệm để chọn ra người thắng cuộc cho những cuộc thi trong lễ hội, bao gồm nhiều phong cách khác nhau từ hình xăm nhỏ đến hình xăm lớn, hình xăm đè, hình xăm cơ học, hình xăm chân dung, hình xăm trắng đen và hình xăm màu. Các nhà tổ chức của lễ hội cho biết có khoảng 40 nghệ thuật hình xăm đến từ hơn 20 thành phố trên khắp nước Nga đã tham dự buổi khai mạc của ngày lễ hội tại Sochi.